Mattis De Delay chính thức gia nhập Manchester United. Manuel Ugarte gia nhập MU. Delay rủ dây để rồng cập bến MU. Chân sút khiến cả V-League khiếp sợ lên tuyển Việt Nam giữa AF Cup 2024. Ten Hag chấp nhận tối hiệu thư của MU. De Delay chính thức gia nhập Manchester United. Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Manchester United đã đồng ý ký kết hợp đồng với Mattis De Delay từ bên Munich. Hậu vệ người Hà Lan sẽ gắn bó 5 năm với Old Trafford, kèm thêm một năm tự chọn Thương vụ này có giá trị 50 triệu euro và khoảng 42,9 triệu bảng Anh với số tiền ban đầu là 45 triệu euro, 38,6 triệu bảng Anh cộng thêm 5 triệu euro khoảng 4,3 triệu bảng Anh tiền thưởng theo thành tích. Việc chuyển nhượng này tùy thuộc vào việc để lại có vượt qua cuộc kiểm tra y tế hay không với các điều khoản cá nhân không khó để tìm thấy sự thống nhất từ cả hai phía. Matis để lại cần phải đăng ký trước chiều 15 tháng 8 để có thể tham gia trận mở màn Premier League của Manchester United với Fulham vào ngày hôm sau. Cầu thủ 24 tuổi này đã trải qua hai mùa giải tại bên Munich kể từ khi chuyển đến từ Juventus, chơi 73 lần và ghi được 5 bàn thắng. Để lại cũng chơi dưới trưởng huấn luyện viên trưởng Manchester United Erik Ten Hag tại Ajax, nơi họ đã giành chức vô địch Eredivisie năm 2019. Manuel Ugarte gia nhập MU. Người đại diện Jorge Mendes của Manuel Ugarte đã có mặt ở Anh để đàm phán về trường hợp của Joao Felix và Chelsea cũng như Manuel Ugarte tới MU. Manuel Ugarte tiến gần Manchester United. Một trong những cái tên được MU theo đuổi trên thị trường chuyển nhượng hè này là Manuel Ugarte của Paris Saint-Germain Câu thủ người Uruguay được cho là phương án phù hợp cho tuyến giữa của Manchester United và đội bóng Anh đã liên hệ với Paris Saint-Germain để trao đổi về một bản hợp đồng. Tuy vậy, thương vụ trên chưa mang lại kết quả. Phía Paris Saint-Germain hét giá quá cao cho Ugarte và Manchester United dần chùn bước. Nhưng bất ngờ ở những ngày gần đây, các nguồn tin tiết lộ MU đã nối lại đàm phán với tiền vệ này. Theo thông tin được Fabrizio Romano tiết lộ, MU có thể sẽ đẩy nhanh đàm phán về trường hợp của Ugarte ngày 13 tháng 8, Jorge Mendes đã có mặt ở Anh để trao đổi với Chelsea về bản hợp đồng của Joao Felix và siêu cò này cũng là người đại diện của Manuel Ugarte. Rất có thể Jorge Mendes cũng sẽ đàm phán với MU về chuyện hợp đồng với Ugarte. Ưu tiên hàng đầu của Manchester lúc này là thuyết phục Paris Saint-Germain hạ giá bán cầu thủ sinh năm 2001. Con số 60 triệu euro được Paris Saint-Germain đưa ra quá khả năng của MU. Phía Paris Saint-Germain cũng đã có những động thái liên quan tới tiền vệ người Uruguay Tờ El cho biết cầu thủ sinh năm 2001 đã bị huấn luyện viên Luis Enrique gạch tên khỏi trận đấu tập mới đây của Paris Saint-Germain. Đáng nói, Ugarte không hề dính chấn thương hay có vấn đề gì. Có thể thấy, MU đang quyết tâm mang về Manuel Ugarte trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng hè. Nếu thương vụ trên xảy ra, huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ có những bản hợp đồng chất lượng ở cả ba tuyến cùng chiều sâu đội hình được cải thiện đáng kể. Trong trường hợp MU không thể chơi MU Ugarte, đội bóng này sẽ tính tới Sofian Amrabat. Mùa trước, tiền vệ người Morocco chỉ đá cho MU dưới dạng cho mượn và hiện hợp đồng cho mượn đã kết thúc mà chưa được gia hạn. Để lại rủ dê để dòng cập bến MU. Trung vệ Matis để lại có ý định lôi kéo tiền vệ để dòng về MU. Tuy nhiên, quan điểm của ngôi sao thuộc bên chế Barcelona có vẻ không thay đổi. Trung vệ để lại đã có mặt ở Anh để chuẩn bị ký hợp đồng với MU sau khi Quỷ đỏ và Bayern Munich thống nhất xong thương vụ chuyển nhượng. Dù chưa chính thức trở thành người của MU, nhưng cầu thủ sinh năm 1999 đã có hành động khá bất ngờ. Cụ thể, theo tờ El Nacional tiết lộ, để lại đã thuyết phục tiền vệ để dòng đến với MU. Mối quan hệ giữa hai cầu thủ này khá tốt. Họ từng có quãng thời gian thi đấu cùng nhau cho MU Ajax. Để dòng từng là cầu thủ được MU đặc biệt quan tâm nhưng sau nhiều kỳ chuyển nhượng, đội chủ sân Old vẫn không thể nào chiêu mộ được một ngôi sao người Hà Lan. Lý do bởi Barcelona coi cầu thủ sinh năm 1997 như nhân tố không thể thay thế. Nhưng thời thế hiện đã khác, Barcelona chưa thể thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính. Trong khi đó, đề dòng ngốn lương của đội chủ sân Nou Camp lên tới 31,6 triệu bảng trên một năm. Do vậy, gã khổng lồ xứ Catalonia quyết định giao bán đề dòng với mức phí khoảng 40 tới 50 triệu bảng. Tuy nhiên, quan điểm của đề dòng về tương lai bản thân ở hiện tại vẫn giống như trong quá khứ. Cầu thủ này chia sẻ với giới truyền thông gần đây. Tôi muốn gắn bó với Barcelona, tôi cảm thấy hạnh phúc tại đây với gia đình của mình. Huấn luyện viên Hansi Flick cũng xác định tôi là nhân vật chủ chốt của Barcelona. Tôi cũng đã trò chuyện nhiều với ông ấy, mọi thứ hiện diễn ra tốt đẹp. Trong khi đó, huấn luyện viên Ten từng tuyên bố vào tháng 5 rằng De Jong có thể trở thành phương án bổ sung hoàn hảo cho hàng tiền vệ MU. De Jong và Casemiro có thể tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, hai cầu thủ này có thể bù trừ, hỗ trợ cho nhau. chân sút khiến cả V-League khiếp sợ lên tuyển Việt Nam giữa AFF Cup 2024. Câu lạc bộ Nam Định có kế hoạch lấy quốc tịch Việt Nam cho tiền đạo người Brazil Rafaelson. Theo một nguồn tin, câu lạc bộ Nam Định đang lên kế hoạch nhập tịch trước tiền đạo Rafaelson. Nếu mà chuyện diễn ra suôn sẻ, Rafaelson sẽ thi đấu ở V-League 2024 25 với tư cách nội binh. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi cầu thủ gốc Brazil đã chơi bóng nhiều năm tại Việt Nam. Việc Rafaelson nhập tịch chắc chắn sẽ khiến nhiều người hâm mộ vui mừng bởi khi đó anh sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Cần biết, Cá nhân ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Nam Định cũng đã rất nhiều lần bày tỏ mong muốn được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Cũng vì lý do đó, nhiều người cho rằng anh hoàn toàn có thể lên tuyển Việt Nam trong thời gian tới nếu lấy được quốc tịch. Những năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam đang mở cửa hơn với chính sách nhập tịch cầu thủ. Trên thực tế, những thủ môn như Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Philip đều được trao cơ hội và đang là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Nhưng phải biết, hai thủ môn nói trên đều mang dòng máu Việt Nam nên họ có thể thi đấu cho tuyển quốc gia. Trong khi Rafael là người gốc Brazil, Do đó, nếu có quốc tịch Việt Nam, anh cũng khó lên tuyển quốc gia. Rafelsons lúc này được xem là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất đang chơi ở V-League. Mùa trước, anh đã ghi đến 31 bàn và góp công lớn giúp câu lạc bộ Nam Định vô địch V-League ở mùa 2023-2024. Ngôi sao sinh năm 1997 cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất V-League. Ten Hag chấp nhận tối hiệu thư của MU. Thừa nhận giành vé dự Champions League là yêu cầu tối thiểu và bắt buộc, huấn luyện viên Erik Ten Hag chấp nhận tối hậu thư của MU. Manchester United đã kết thúc ở vị trí thứ 8 tại Premier League mùa giải trước. Mặc dù vẫn giữ được công việc của mình tại Old Trafford, huấn luyện viên Erik ten Hag biết rằng một thất bại nữa sẽ không được lãnh đạo Quỷ Đỏ chấp nhận. Chiến lược gia người Hà Lan Erik ten Hag chấp nhận tối hậu thư của MU rằng đội bóng phải là top 4 Premier League mùa tới để có xuất dự Champions League hoặc ông phải rời Old Trafford. Ten Hag biết rằng ông phải đưa MU vào top 4 Premier League và trở lại nhóm tinh hoa châu Âu. MU đã liên hệ và nói chuyện với một số huấn luyện viên khác nhằm thay thế cho Ten Hag cách đây 2 tháng sau khi Quỷ Đỏ có thành tích tệ nhất lịch sử những lần tham dự Premier League vào mùa giải trước với vị trí thứ 8 và hiệu số bàn thắng bại âm. Huấn Erik Ten Hag chỉ giữ được chiếc ghế của mình sau khi MU bất ngờ đánh bại Man City 2-1 trong trận chung kết để vô địch FA Cup trên sân Wembley, đồng thời giành vé dự Europa League. Sau mùa giải và mất thêm một tháng nữa, đánh giá toàn bộ chiến dịch mùa trước của MU, lãnh đạo MU mới đến gặp Ten Hag ở Ibiza để thông báo với huấn luyện viên 54 tuổi này rằng công việc của ông vẫn an toàn. MU cũng kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Ten Hag thêm 12 tháng, kéo dài đến mùa hè năm 2026. Nhưng Ten Hag không hề ảo tưởng về vị trí của mình. Ten Hag biết công việc của ông tại Old Trafford phụ thuộc vào thành tích của đội. Huấn luyện viên Erik ten Hag của MU cho biết, lần cuối cùng Manchester United vô địch Premier League là năm 2013, đó là 11 năm trước, nhưng vẫn còn kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ thắng mọi trận đấu ở vị trí cao nhất của Premier League. Câu lạc bộ này chưa sẵn sàng để làm điều đó, chúng tôi cần phải xây dựng. Tôi nghĩ chúng tôi đã có những bước tiến kể từ khi tôi đến đây, nếu không thì chúng tôi đã không giành được hai danh hiệu Carabao Cup và FA Cup, nhưng chúng tôi vẫn chưa tiến xa đến mức có một nền văn hóa chiến thắng ở đây về mọi mặt. Tiêu chuẩn, chuẩn mực và giá trị của chúng tôi vẫn phải tăng lên ở nhiều lĩnh vực nếu chúng tôi muốn câu lạc bộ này trở lại vị trí của hơn một thập kỷ trước trở thành một câu lạc bộ vô địch Premier League, có thể vô địch Champions League. Tôi nghĩ chúng tôi thực sự vẫn còn cách xa điều đó. Nhưng Manchester United là câu lạc bộ lớn nhất cả nước Anh và có lẽ là cả thế giới. Đây là câu lạc bộ hoặc được yêu thích hoặc bị ghét bỏ, không có gì ở giữa. Vì vậy, khi mọi chuyện không ổn, mọi người đều đổ xô đến để chỉ trích chúng tôi bằng những lời lẽ rất gay gắt. MU sẽ khởi động mùa giải Premier League bằng trận tiếp đón Fulham trên sân nhà Old Trafford vào ngày 12 tháng 8. Ten Hag rất muốn MU có khởi đầu mùa giải xuân sẻ khi ông đã khiến MU tiêu tốn hơn 450 triệu bảng Anh trên thị trường chuyển nhượng hai mùa giải qua. Huấn luyện viên Erik Ten Hag nói thêm, Manchester United đang ở trong tình huống có rất nhiều hợp đồng dài hạn và điều đó khiến việc làm mới và củng cố đội bóng trở nên phức tạp. Khi chúng tôi bắt đầu, tôi nghĩ rằng trong khoảng 6 kỳ chuyển nhượng, vấn đề này sẽ được giải quyết. Trên thực tế, chúng tôi hiện đã có 4 kỳ chuyển nhượng, nhưng vì những hạn chế của luật công bằng tài chính, chúng tôi chỉ thực sự hoạt động trong hai kỳ chuyển nhượng. Hai mùa giải trước dưới thời Erik Ten Hag, MU đã thua cả hai trận mở màn Premier League trước Brighton và Brentford. Năm ngoái, MU đã thua 4 trong 7 trận đầu tiên và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8, thành tích thấp nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League. Tên Hag gọi trải nghiệm đó là Beggar, một thuật ngữ tiếng Hà Lan dùng để mô tả việc bị kéo xuống đáy sông. Huấn luyện viên Kim Sang Sik và gánh nặng vô địch AFF Cup. Sau chức vô địch AFF Cup 2018 của ông Park Hang-seo và sau khi dừng chân ở vòng loại thứ hai World Cup, tân huấn luyện viên Kim Sang Sik lại tiếp tục săn tìm ngôi vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay đã từng vào đến tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018, vòng loại thứ ba World Cup 2022, nhưng chỉ sau chu kỳ thoái trào của lứa cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam lại quanh quẩn tìm ngôi vô địch Đông Nam Á đang rơi vào tay Thái Lan. Bốn trận giao hữu chất lượng chờ săn ngôi vô địch AFF Cup 2024. Sau khi sớm dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, khiến ông thầy người Pháp Thu mất việc, tân huấn luyện viên Kim Sang-sik người Hàn Quốc qua lò môi giới của công ty đại diện ông Park đã nhanh chóng ngồi ghế nắm các đội tuyển Việt Nam. Vào tháng 9, VFF sẽ mời các đội tuyển quốc gia mạnh chạm trán với chủ nhà Việt Nam ở sân Mỹ Đình trong dịp FIFA Days, dự kiến là Nga và Thái Lan. Đây là hai đối thủ mạnh, nếu không muốn nói là trên tầm các học trò ông Kim Sang Sik. Tuyển Nga vừa trở lại sau các đợt cấm vận, có thể không mạnh như chính họ trong quá khứ, nhưng với vị trí 33 thế giới, họ vẫn luôn đáng ngờm. Thái Lan từ lâu nay là đối thủ chuyên kiếp của bóng đá Việt Nam và bất chấp thầy cháu lên viên Park Hang-seo từng vô địch AFF Cup 2018, họ không khó lấy lại ngôi đầu Đông Nam Á hiện tại với vị trí 101 thế giới, hơn thầy trò Kim Sang-sik 14 bậc cũng cần biết thời vang son của ông Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam hòa ít hơn là thua Thái Lan trong các trận đấu chính thức mà không thắng nổi trận nào. Chắc chắn, nếu hai khách mời này chịu chơi hết sức ở sân Mỹ Đình vào tháng 9, chủ nhà Việt Nam không dễ tìm chiến thắng. Và một tháng sau đó, thầy trò Kim Sang-sik tiếp tục có thêm hai trận giao hữu trong giải đấu Tam Hùng với hai khách mời vừa tầm, dự kiến là Ấn Độ và Lebanon. Bốn trận đã tập của đội tuyển Việt Nam là bước chạy đà vừa phải cho nhiệm vụ quen thuộc, cứ ngỡ đơn giản để vươn tầm nhưng lại như một gánh nặng là chức vô địch AFF Cup 2024 vào tháng 12. Huấn luyện viên Kim Sang-sik dù muốn dù không vẫn phải theo toàn tính thành tích của VFF và chiều chuộng mong mỏi từ giới hâm mộ với đỉnh cao Đông Nam Á. Đáng chú ý, trước ngại của bóng đá Việt Nam không chỉ là Thái Lan đứng kim vô địch mà còn có Indonesia nằm chung bảng đấu ở FK Cup 2024 cùng ba đội khác là Philippines, Myanmar và Lào. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tìm cách làm mới đội tuyển. Học theo tiền nhiệm Park, ông Kim Sang-sik thường có những đợt hội quân ngắn chỉ vài ngày để bảo đảm không bỏ sót bất kỳ nhân tài nào cho các đội tuyển quốc gia. Theo đó. Ông Kim cho triệu tập 35 cầu thủ dưới 22 tuổi từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 để kiểm tra chất lượng của họ. Do đội tuyển U22 Việt Nam không có nhiệm vụ quốc tế nào trong năm nay mà phải chờ đến sang năm mới đá SEA Games và vòng loại U23 châu Á, nên đợt hội quân này nhằm giúp huấn luyện viên Kim Sang jik sàng lọc nhân tài cho tuyển quốc gia. Dù cực khó cho ông Kim nắm bắt trình độ học trò một cách rõ ràng chỉ sau 5 ngày tập luyện, thầy Hàn vẫn phải bắt tay vào guồng máy hoạt động sau 1,5 tháng ngồi chơi rơi nước khi nghỉ hết giải, theo kiểu có còn hơn không. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ dưới 22 tuổi này thường không có suất chơi vì league hoặc chỉ ngồi dự bị khiến họ cần có môi trường rèn luyện nhiều để sớm bắt kịp các đàn anh. Khao khát của huấn luyện viên Kim Sang Sik còn là cách làm mới đội tuyển quốc gia sau khi ông tiếp quản đội hình từ tiền nhiệm Thu Jie, nhưng chủ yếu sử dụng quân thời Park Hang-seo. Hai trận thủ tục ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi tháng 6 thắng nhẹ Philippines 3-2 phút bù giờ hay lại thua Iraq 0-1 cho thấy rõ điều đó. Cũng bởi ông Kim không có nhiều thời gian để làm mới theo cách của mình nên ông đành chọn giải pháp an toàn nhất với hầu hết tuyển thủ trung thành của thầy Park. Hy vọng huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ vượt qua mọi trở ngại ở lần hội quân đầu tiên trong năm 2024 với lễ U22 Việt Nam để tìm cầu thủ giỏi tăng cường lên tuyển quốc gia đá 4 trận giao hữu cho nhiệm vụ đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ Thái Lan. Huấn luyện viên Kim Sang Sik khó chọn quân mới. Vì lịch ngày 14 tháng 9 mới khởi tranh, nếu huấn luyện viên Kim Sang Sik khó chọn nhiều nhân tố mới trong đợt tập trung FIFA Days đầu tháng 9 tập luyện và thi đấu giao hữu với đội tuyển Nga và Thái Lan, không phải huấn luyện viên Kim Sang-sik không muốn thay máu lực lượng, chọn nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung FIFA Days tháng 9 và 10 tới, chuẩn bị cho AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 10 năm 2024 đến mùng 5 tháng 1 năm 2025. Nhưng ở thời điểm V-League chưa diễn ra, chỉ có các nhân sự thuộc Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc sớm khi cùng câu lạc bộ của mình tham dự Shopee Cup từ ngày 21 tháng 8 thì thay đổi dù muốn cũng không thể thực hiện. Đội tuyển U22 được tập trung ngắn hạn từ 13 đến 17 tháng 8, nhưng thực chất mục đích là để chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng loại U23 châu Á 2026 còn nếu để tìm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam thì e khó khả thi. Về mặt lý thuyết, những cái tên như Văn Trường, Thái Sơn, Đình Bắc, Thanh Nhan hoặc Vĩ Hào hoàn toàn có thể được bổ sung vào thành phần đội tuyển Việt Nam nhưng cũng không thể coi là phát hiện mới vì họ đã từng được đánh giá năng lực, trao cơ hội không ít lần dưới thời huấn luyện viên Thu Dê, người tiền nhiệm của ông Kim Sang Sik. Trong hai trận đấu đầu tiên chính thức nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam khi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi tháng 6, huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ triệu tập 27 cầu thủ và không có những đột phá so với đội hình dưới thời huấn luyện viên Park seo và Thu Giê. Khi ấy, không phải cầu thủ nào cũng thể hiện phong độ cao nhưng ít nhất năng lực của họ đã được thẩm định câu chuyện này cũng hoàn toàn có thể được lặp lại ở đợt tập trung trong tháng 9 vì phần lớn các cầu thủ thuộc diện tập trung đội tuyển đều đang tập chay ở các câu lạc bộ do đang ở giai đoạn tiền mùa giải V-League 2024/25. huấn luyện viên Kim Sang sik muốn làm mới đội tuyển Việt Nam thì cũng phải kiên nhẫn chứ không thể nóng vội bài học từ người tiền nhiệm Thu Dê vẫn còn nóng hổi và ông không muốn đi vào vết xe đổ đó sớm và khả thi nhất là đợt tập trung trong tháng 10 khi đội tuyển Việt Nam dự giải Tam Hùng trên sân nhà cùng Ấn Độ và Liban những thay đổi đáng kể mới có thể diễn ra vì huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm thời gian cùng những trải nghiệm đánh giá thực tế tại V-League. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra mục tiêu cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là lọt vào trận chung kết Asian Mitsubishi Electric Cup 2024, tiền thân là AFF Cup. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam cần có sự ổn định về nhân sự, nhuần nhuyễn chiến thuật, hoàn thiện lối chơi. Chưa ai biết đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chơi tấn công hay phòng ngự phản công hoặc có sự kết hợp hài hòa giữa hai lối chơi này tùy từng đối thủ khác nhau. Câu trả lời sẽ có khi đội tuyển Việt Nam tập huấn và thi đấu giao hữu trong 4 trận đấu tháng 9 và tháng 10 sắp tới. Những trận đấu đó vừa là cơ hội, đồng thời mang đến nhiều thách thức cho chính huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng những cầu thủ có khát khao được chứng minh năng lực, công hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đang kiên nhẫn chờ xem huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ để lại dấu ấn đội tuyển Việt Nam và những quyết định liên quan đến nhân sự của ông thầy người Hàn Quốc được chú ý đặc biệt.